Ba người trong đội chơi chúng mình rất ham thích tìm hiểu về thiên nhiên và động vật, nên khi đến với cuộc thi đố vui vạn vật quanh ta về chủ đề voi và châu chấu, chúng mình tìm đến ngay công viên Thủ Lệ để tìm hiểu về loài vật khổng lồ này. Nhiều lần xem voi trong rạp xiếc, nhưng bây giờ chúng tôi có thể xem voi kỹ hơn, thật là thú vị. Sát cánh với chúng mình là các thầy cô giáo luôn động viên tinh thần và cũng không quên bồi dưỡng cho cái bụng đói meo sau khi ở vườn bách thú trở về. Trách nhiệm nặng ra trò nhưng chúng mình vẫn tự tin chiến thắng.